Sáng mùng 6 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, ban chủ nhiệm các hội đồng tư vấn, các tổ chức doanh nghiệp, chuyên gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Tính đến ngày 2 tháng 3, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 503 hội nghị, cuộc họp với trên 30.100 người tham dự, tiếp nhận 2.460 lượt ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nhiều hình thức lấy ý kiến khác cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức. Chúng tôi đã tổ chức các hội nghị bằng nhiều kênh thông tin. Thứ nhất là qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, qua loa đài, qua truyền thanh, truyền hình của huyện, cũng như là qua các hội nghị của các thôn bản. Và đặc biệt nữa là hiện nay là chúng ta cũng đang có cái hệ thống qua Zalo, thì chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền bằng các hình thức đó để nhân dân nắm được và tham gia. Tại hội nghị cấp tỉnh, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp 14 ý kiến vào các điều, các chương của dự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến các nội dung, quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giảm mức thuế làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực nông thôn, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính liên quan. Trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Là dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này đã thể hiện một cách rất rõ quy định về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc. Đây là một nội dung hết sức quan trọng, là làm sao đồng bào dân tộc thiểu số phải có đất để ở và sản xuất ổn định. Nhất là những vùng mà khó khăn như chúng ta, đất thì rất rộng nhưng đất canh tác và đất ở thì không nhiều. Thì cái việc mà đảm bảo cho đồng bào có một cái đất để canh tác sinh sống là điều hết sức nhân văn, hết sức quan trọng. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Xeo Vần nhấn mạnh, việc tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến góp ý của nhân dân được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch sẽ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời sẽ tháo gỡ được khó khăn vướng mắc và hạn chế tối đa khiếu kiện về chính sách đất đai tại các địa phương. Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan xem xét trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.